một chú bồi bộ cực kỳ chất lượng anh em ạ. Con này con chim nó giữ chim dã man luôn anh em nhé. Anh em nhìn này, hình bộ này, vai ngực lở trông như một lực sĩ luôn anh em ạ. Con số 2 thì số rộng kép và màu như kiểu màu cui, quá ok cho anh em ơi. Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của ông Tuấn Hải Dương ạ. Thì hôm qua anh em có nhiều anh em gọi hỏi dạo này không thấy lên buổi VIP cho anh em chọn, mà qua lên cặp buổi nó vừa tiền cho anh em. Thì hôm nay em Tuấn theo nguyện vọng của anh em thì sẽ lên sóng cho anh em cặp buổi cực kỳ ok cho anh em. Anh em cùng theo dõi clip của em Tuấn nha, đảm bảo anh em mê luôn một con bụng cực kỳ lực luôn anh em nhé. Anh em cùng theo dõi một cặp cực kỳ ngon anh em ơi. Đầu tiên em Tuấn Hải Dương sẽ lên sóng cho anh em cái con bộ trâu này anh em ạ. Con chim này thật sự nói cực kỳ dữ. Nay em Tuấn đi tuyển bổi của dân, con chim này thì được tầm khoảng 3 tuần đồng, người ta bảo con này bẫy đúng 3 tuần đồng anh em ạ. Con này còn vào sau các bộ con khác, nhưng mà em đến con này nhá, người ta khi mà người ta cho ăn ấy, không con nào dám ra ăn. Cứ con nào ra ăn nó đuổi đánh con này, bao giờ nó phải ăn chán chê thì mới bọn khác mới được ra ăn anh em ạ. Con chim này quá khủng khiếp anh em ơi. Nay em bắt của người ta nguyên cả cái lồng này là của người ta hết 4 con. Thì em định bắt mỗi con riêng lẻ mỗi con này thôi, nhưng người ta không đồng ý, người ta bảo là bắt thì bắt hết cho người ta. Thì, có con này con kia anh em ạ, thì thực sự bắt thì chủ yếu có con này thôi anh em ạ. Thì có một con này và một con dây xanh nó cũng rất là ok. Rồi con này về cái em không nghĩ là nó chơi luôn. Em vừa mới thả vào nhá. Ra ngoài em ra ngoài dọn nốt được tầm khoảng 10 phút với nhau chí chóe không đây. Em sao em không nghĩ bọn này chơi, em nghĩ là bổi của em chơi cơ. Thế em định quay ngồi dình lúc định quay thì thấy con này nhá. Nó cứ trông trực cái máng ăn này, máng ăn góc bên phải anh em ạ. Anh em để ý không một con nào nó dám bay xuống nhá. Mặc dù con này không đuổi giờ nó không đuổi đánh mấy đâu, nhưng các con khác cứ bay loạn hết cả lên anh em ạ. Đấy, nó chỉ xuống này một mình loạn thôi anh em ạ. Con nào mà bén mảng vào nó đánh nó khiếp luôn anh em ơi. Con chim này phải nói cực kỳ dữ luôn anh em ạ. Thật sự để mà nói đi gặp những cái con chim nó dữ này nó ít lắm anh em ạ. Con chim quá kinh khủng luôn. Anh em nhìn đuổi những con khác há hốc mồm luôn. Còn con này nó vẫn ăn uống bình thường anh em ạ. Nó cứ trực cái máng ăn này thôi, không có con nào ăn anh em ạ. Em ngồi em theo dõi một lúc lâu thì em mới quay clip cho anh em. Con này cái chất giọng cực kỳ chuông và ấm anh em ạ. Chim bộ thì anh em nhìn là biết con bộ quá là đẹp luôn anh em ạ. Thật sự để mà nói con chim này con chim quá là ok anh em ơi. Nên nếu mà con này để được nghỉ vài ba hôm nữa thì em nghĩ quay clip nó sẽ chơi khiếp hơn thế này nhiều anh em ạ. Nhưng mà thôi, nay vừa về thấy nó chơi luôn em quay lên sóng cho anh em luôn. Nhưng khẳng định cho anh em con chim này còn hay nữa anh em ạ. Thì cái hình bộ con chim này là quá là khiếp anh em ạ. Thì em lên sóng cho anh em luôn. Chim 3 tuần đồng anh em ạ. Lúc mào dày trồng chìm nó lực chìm lắm anh em ạ. Giao lưu anh em 1.7 anh em nhé, kỳ ngon luôn anh em ơi. Anh em cứ để ý nhá, nó không đuổi đánh mấy đâu, nhưng mà các con khác sợ bay loạn hết cả lên luôn anh em ạ. Con này nó chỉ trực nó trông cái máng ăn của nó thôi, thế mà khủng khiếp anh em ạ. Cặp chân cao cầu đứng nó thoáng hẳn luôn anh em ạ, chim nó đứng nó thoáng hẳn lên. Anh em nghe kỹ ở ngoài người ta đang đập sắt các thứ, đánh ra ồn, nhiều khi con chim nó giật mình anh em ạ. Lúc đầu em quay thạm một đoạn khá là dài, nhưng mà con chim nó hay bị giật mình vì ngoài người ta đặt đập sắt các thứ, nó rất là ồn anh em ạ. Mà đây con chim bổi mới thôi, mới được 3 tuần mà vừa là 4 con này này em cho hết vào trong hộp giấy, em mang về thả ra cái là con này nó bắn luôn anh em ạ. Mà em bắt tay ra nên em còn đánh dấu vòng cho các con kia ấy, mà nó còn bắt con nào em bắt tay ra mà thả vào lồng cái nó lổ luôn, chứng tỏ con chim cực kỳ mau anh em ạ. Đấy, anh em nhìn chưa, nó chỉ đứng trực ở đây nó ăn thôi, không cho các con nào ra ăn anh em ạ. Đấy, nó nhảy lên dây bay loạn tán loạn hết lên anh em ơi. Ăn con này ăn cũng khỏe anh em ạ, ăn liên tục luôn. Những con chim mà ăn khỏe này nực nó mới khiếp anh em ạ. Quá ok, còn anh em mà thích con màu mà gần cui thì ở phía sau, con phía sau thì ra giọng kép liên tục luôn anh em ạ. Hôm nay buổi thì em tuyển của dân hết anh em nhé.
Mồi mới hết anh em ạ, đều của dân. Đây, tiếp tục con số 2 này anh em này, màu gần cui luôn. Con này thì người ta bảo chim một tầm tháng đồng rồi anh em ạ. Đây, em có bắt con đấy với một cái con dây hồng nữa anh em ạ. Hai con này đều chim của dân, nhưng về con dây đỏ chơi trước anh em ơi. Hai con này thì em xem đấy cũng rất là kỹ luôn. Con dây đỏ này vai ngực lở cánh cà chê anh em ơi, tính rất là thoáng chim anh em ạ. À, anh em nhìn hình bộ này rất là ok luôn. Con này ở nhà người ta ra kép liên tục luôn anh em ạ. Người ta ở con này người ta bẫy ở trên trên núi anh em ạ. Hầu bò anh em ấy. Nói chung một sổ kép liên tục nghe rất là sướng anh em nhé. Con này clip đánh nhau nó dài lắm anh em ạ. Chim được một tháng đồng anh em ơi. Nói chung là tem tuyển chim của dân người ta để lông lá nó kém đó anh em ạ. Nên là để nó bẩn nó dã man luôn anh em nhé. Về cũng chưa kịp tắm rửa gì thì em cũng quay clip luôn cho anh em. Đi suốt từ sáng giờ nên là về nó cũng hơi muộn anh em ạ. Lay lại xin phép anh em lên clip muộn nhá. Này rất là dữ luôn. Con này em quay clip đến 15 phút luôn anh em ạ. Cứ đuổi đánh thôi anh em nhé. Rất là dữ chim. Ở nhà người ta con này nó ra kép liên tục luôn. Để là nay em mang chim đi mua chim của dân, nên là em mang cả chim đi kè. Em kè vào đấu ra ác lắm. Con này nhạy bung xòe anh em nhá. Chất chung chim này nhạy bung xòe. Chìm giữa mình em nhá. Rất là ok cho anh em. Lùa đánh khiếp lắm anh em ơi. Còn này em giao lưu anh em ấy, tí là 16 anh em nhá. 1 đồng 6 cho anh em. Nói chung là bồi đều test rất là ok cho anh em hết rồi thì em mới lên clip anh em nhá. Đây là chim của dân. Những cái bọn bồi của dân thì người ta cũng đều cho ăn cám gà hết thôi, cũng chẳng có cám ngon gì đâu anh em ạ. Thì người ta thứ nhất là người ta về đánh được kinh tế thì nó cái cám gà nó rẻ anh em ạ. Nó ăn uống nó đỡ tốn. Chim rất là dữ luôn. Màu rất là ngắn, màu như cui luôn anh em ạ. Và em chưa thấy sổ kép mấy, nhưng ở nhà người ta ra kép liên tục luôn. Rồi ok, anh em nào thích con nào thì anh em cứ alo Trâm Tuấn Hải Dương nhá. Mỗi người thích một tính một lết khác nhau anh em ạ. Còn chim thì em tuyển cho anh em là cũng có chim tố chất rồi. Còn hình bộ hay là nếp nhất các thứ thì cũng giọng giữa thứ thì cũng mỗi người một gu khác nhau anh em ạ. Không ai là giống ai. Có người thích chơi kiểu này, có người thích chơi kiểu kia, cũng không thể áp đặt được anh em ạ. Chủ yếu là mình chọn được những con chim nó tố chất rồi thì mình cứ yên tâm mình nuôi mình gột thôi anh em nhé. Rồi, em Tuấn Hải Dương xin chào và tạm biệt anh em ạ.